điện tâm đồ trong vòng 60 giây. Đây là một cái điện tâm đồ lạ, có 3 hình thái QRS. Đầu tiên, được khoanh đỏ là nhát xoang BR200mg. Và các phúc bộ thường thấy ở đây được khoanh màu xanh da trời. B dẫn QRS với hình dạng block nhánh phải, trục trái, và chúng ta có block hai phân nhánh. Và hình thái thứ ba được khoanh màu xanh. Và chúng ta thấy ở trong cái điện tâm đồ này thì QRS nhiều hơn B, và chúng ta xác định đây là có phân ly nhị thất. Kết hợp lại những điều này với nhau, chúng ta xác định cutter bit là nhát bắt được, fusion bit là nhát hỗn hợp và phức hợp bộ QRS của VT. Sau 10mg Veramil truyền tĩnh mạch, bệnh nhân được phục hồi nhịp xoang. Và trên thực tế, bệnh nhân này có một cái nhiễm nhanh thất, bó nhánh trái sau, tự phát, nhạy cảm với Veramil và có thể cắt đứt bằng điện sinh lý.